Nhà đài nào đã dám cộng tác với Phượng Vang? Thưa quý vị, đứng trước quá nhiều sự thua thiệt cũng như sự thất bại thảm hại từ phi vụ thầu đám giỗ, Phượng Ve đã có những biểu hiện của sự mất kiểm soát trong ngôn từ và có triệu chứng là hoang tưởng cấp độ khởi phát, nên mới đây Phượng Ve đã có thêm một phát ngôn đi vào trong lòng đất như sau. Drama gia tộc Vũ Linh nhỏ xíu à, không có nhiều người biết về drama này, chuyện vô cùng là bình thường, không có gì là ồn ào cả. Thậm chí có một người bạn của Phượng Ve làm trong đài truyền hình cũng khẳng định không ai biết về chuyện này. Nói chung, Phượng Ve khẳng định rất nhiều người làm nghệ thuật không biết về drama gia tộc Vũ Linh, người ta không biết cái chuyện gì đang xảy ra luôn, chuyện này vô cùng là nhỏ xíu à. Thưa quý vị, vừa rồi là những câu nói của Phượng Ve sau đám giỗ của cậu. Thiết nghĩ Ve nên mời nhân vật vừa rồi lên livestream nói chuyện với Ve luôn thì khán giả người ta mới tin. Mà nhớ là livestream với Ve là phải lộ mặt à nha, chứ không phải khuất mặt khuất mày đâu nha. Lộ mặt chính chủ, người thật việc thật thì lời nói của Ve nó mới có sức nặng và có sức thuyết phục. Để xem nhân vật tai to mặt lớn nào ở trong đài truyền hình nào dám nói đỡ cho Phượng Ve chuyến này. Giờ Ve nó nổi như sao chổi, và vào nó là thái tuế chiếu mệnh liền. Ve ơi, nếu không ai biết về cái drama này thì tại sao Phượng Ve bị cấm sóng? Có đài nào dám chiếu video clip của Ve không? Nếu mà người ta không biết gì về drama này thì tại sao chẳng ai dám mời Phượng Ve đi hát? Nếu Ve đúng, vậy tại sao đám giỗ của Ve làm hai chi nhánh ở nhà khọt xèo và Nga Hô không có một nghệ sĩ nào qua tham dự vậy? Mà người ta chỉ toàn đến nhà của Hồng Loan, người con duy nhất của cố nghệ sĩ, đến bàn thờ chính thống của chú thắp nhang gửi hoa cho chú. Sao vậy Ve? Ve sống đúng quá mà, tại sao người ta toàn tránh né Ve dữ vậy? Sống đúng như Ve, nó lạ quá à nha. Phượng Ve ơi, cái mà Phượng Ve cần làm là sao kê, chứ đừng ngồi đó mà livestream nói xạo, nói dốc, bà láp, bà xàm như vậy. Ai là người bị HTV cấm sóng khi chỉ vừa mới xuất hiện tại một chương trình nhỏ xíu xiu, đến mức HTV phải viết thư ngỏ gửi đến khán giả? Ai là người bị phía truyền hình Vĩnh Long xóa hết các video phần thi cá nhân tại chương trình Sao Nói Ngôi trên YouTube? Ai là người bị các tác giả đồng loạt lên án việc hát chui, hát chùa và cướp bản quyền không xin phép? Ai là người đã bị một chủ nhà hàng nổi tiếng ở Đà Lạt lên án là không hề mời Ve về hát, Ve chỉ hát chui mà thôi? Ai là người đi uống cà phê cũng bị đuổi, ăn hủ tiếu cũng bị xua đuổi? Ai là người phải ngậm ngùi bị đuổi ra số nhà 05 đoàn thi điểm trong tiếng vỗ tay của hàng loạt khán giả và mãi mãi sẽ không thể đường đường chính chính quay trở về căn nhà đó nữa, ngoại trừ lần sắp tới đây là phải dọn đồ ra khỏi căn nhà? Mà cho hỏi nè, bộ Phượng Ve quên cái khung cảnh nhục nhã hàng trăm người từng bu kính trước nhà của Hồng Loan chỉ đợi mẹ con của Ve xuất hiện là bật ngay chế độ lên án kêu gọi sao kê? Hàng trăm người đã hô vang sao kê, sao kê. Bộ Ve mất trí quên cái cảnh Ve và mẹ Ve nhảy cà hải bước lên xe trong sự nhục nhã quê đội hay sao? Đơn giản một câu, nếu mà Ve đúng thì tại sao Ve không sao kê? Tại sao cho tới thời điểm hiện tại Ve vẫn không thể chứng minh với tòa được việc lưu trữ một lần lỡ bị Hồng Loan đuổi mà tới giờ vẫn không thể nào trở vô? Tưởng để được đồ ở trong đó là ngon hả? Cái này gọi là trơ trẽn, là dơ đó, không có ngon gì đâu nha. Như cái cách mà Ve nói, sự thật thì mãi là sự thật. Ve tự biên tự diễn hoài như vậy đi Ve, ra vẻ mãi đi Ve, rồi thì sao? Chẳng được gì mà còn phải ngậm ngùi chấp nhận, vì căn nhà 05 đoàn thi điểm vẫn mãi là của Loan thôi. Quay trở lại với cái cuộc hội thoại của Ve và một vị bên nhà đài nào đó, ví dụ nếu thực tế tình huống đó là có thật, thì đây được xem như một sự tương tác trong lịch sử. Tại Ve hỏi thẳng người ta, vì phép lịch sự thì người ta trả lời khéo cho nó qua chuyện. Ve có hiểu trả lời khéo là gì không hả Ve? Người ta nói giảm nói tránh cho Ve đỡ bị nhục đó. Người ta còn bận công việc sự nghiệp của người ta nữa. Không ai dạy mà nói là có biết cái drama này, để rồi bị Ve nắm thớp kéo người ta vào cuộc thì lại toang. Ve càng nói thì càng lòi ra cái ngu của bản thân mà thôi. Hay là Ve đang muốn nói thẳng rằng Ve đang ở phim trường của nhà đài, Ve được mời quay hình gì đó ở nhà đài, nên Ve mới được nói chuyện với một anh nào đó ở nhà đài. Ve nói vậy là để trấn an các bộ show rằng Ve đã đi diễn cho nhà đài lại rồi nè mọi người ơi, các bộ show yên tâm mà gọi show Ve nha. Thưa quý vị, làm ba cái trò mèo này gạt được cái lũ cần cần con Ve con, chứ làm sao mà gạt được thiên hạ hả Ve? Nhắc lại chuyện Ve là sao chổi thì tự dưng hiện lại câu chuyện của Mr. Đàm. Chuyện Mr. Đàm gặp tai nạn lúc đi biểu diễn, khán giả đã nói vui rằng còn Ve nghiệp nó nặng quá. Chỉ vì một lần gặp con Ve, nó xin chụp hình ké thôi mà đành vĩnh biệt, phải đi nạn, hủy show.
Và nhắc tới Đàm thì phải nhắc tới việc Đàm đã phải tá hỏa vội vàng xóa gấp hình ảnh của Phượng Ve trong album ảnh ở trên Facebook, bởi cái drama này nó quá là kinh khủng, về sóng quá dơ rồi Ve ơi. Drama nó nhỏ xíu à, nhỏ mà tại sao Đàm Vĩnh Hưng phải xóa hình chụp chung với Ve? Đã nói rồi, chuyện nó tan nát ra thế rồi, ai mà không biết, ở đó mà xạo xạo hoài nha Ve. Thời đại 4.0 rồi mà Phượng Ve nói như đang sống ở trong xã hội của thập niên 2000. Thời còn chơi Yahoo, thời chỉ có điện thoại bật nắp vậy đó. Cái miệng của Phượng Ve ăn ngang nói ngược, riết cái não của Ve nó phẳng lì ra hết rồi đó. Ăn nói vô tri. Hiện tại không chỉ ở mỗi Việt Nam mà cả hải ngoại khán giả Việt Kiều đều biết đến drama này. Nghệ sĩ Xuân Hinh thì mang câu chuyện Dì Chút Miệng ra tận sân khấu hài ở Bắc. Người ta nghe, người ta cười hà rần. Nghệ sĩ Việt Hương thì mang câu chuyện Đồng Sở Hữu lên tận sân khấu Thúy Nga Paribanai. Khán giả người ta nghe, người ta cũng cười rần rần rộ rộ. Trấn Thành có một lần mang câu chuyện Đồng Sở Hữu lên chương trình của anh ta, từ Bắc tới Nam, từ trong nước tới ngoài nước. Ôm ao cỡ đó mà drama nó nhỏ xíu hả Ve? Chắc Phượng Ve đang học tâm lý phân tích ngược nên sống hơi ngượng ngạo, ngượng ngựa xíu ấm à. Đơn giản thôi nè Ve, nếu drama này nhỏ, chỉ có một nhóm nhỏ người lên án Phượng Ve, thì tại sao Phượng Ve bị phong sát? Nếu mà drama này nhỏ, thì tại sao không ai mời Ve đi hát, mà suốt ngày Ve phải đăng hình ấp ấp mở mở về chuyện đi show? Hôm bữa đăng hình Ve đứng khấn vái tổ nghiệp, ý muốn là gây hiểu lầm cho khán giả là Ve đã được đi diễn rồi, nhưng thật ra chỉ là Ve đi quay phim ở sân khấu thả gà bà mà thôi. Phượng Ve kia xì ta tết rằng xanh, ý nói là may mắn, rồi bổ sung thêm câu ưa mầm tươi xanh. Mầm cái mồ nội tôi chứ mầm. Cái mặt của Ve nó già khú đế, 40 tuổi rồi còn mầm cái nội gì nữa. Có ca sĩ nào 37-38 tuổi rồi mà vẫn còn nói mình là mầm non hay không? Mầm móng dịch bệnh thì có đó Ve. Ve là cái mầm móng dịch trơ trẽn dơ phèn của xã hội nói chung và cả showbiz Việt nói riêng. Ve ơi, ngoan ngoãn mà sao kê đi, đừng ở đó mà ăn không nó có hoài. Tổng hợp những chi tiết Sáu Bào đã cố tình biến đám giỗ của anh Năm thành trò đùa cho thiên hạ. Thưa quý vị, một năm qua sau ngày mất của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh thì kênh Nói Khùng Nói Điên gì cũng được. Nhưng vào ngày giỗ của cố nghệ sĩ mà kênh còn biến đám giỗ của anh Năm, cậu Năm ra thành vở hài kịch, đem hình ảnh thầy Tụng và con gái của người đã khuất ra để mà công kích, thì hậu quả thảm khốc ở trong tương lai là điều khó tránh khỏi. Trên đời có ba thứ không nên đụng, kể cả giang hồ hay là ông nọ bà kia cũng phải nể, đó là mồ mả, bàn thờ và người chết. Nhưng đó là với con người, còn cái tụi kền súc sinh súc vật nên nó không có sợ cái điều cấm kỵ. Hình ảnh Ve khấn vái bốn phương tám hướng trước linh vị của cậu nó trong cái ngày đám giỗ, hình ảnh bà thờ cô tết bổn lầy ca hải trong lúc đổ vàng mã rải muối gạo, hình ảnh vừa khóc đó lại cười ha ha của bà Sáu Bào, hình ảnh con Ve cháu nó không đeo khăn tang nhưng cái thằng tiểu hèn sản lại đeo. Có quá nhiều thứ đã xảy ra tại sân khấu đám giỗ kịch cỡm đó. Không xét về hành vi kiện tụng vô tri, mất nhân tính của bà Sáu Bào, không xét về hành vi kiện tụng vô tri thì bà Sáu nói gì thì nói, bà ta vẫn là người lớn nhất đang còn sót lại trong gia tộc nhà họ Võ. Bà ta phải là người giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa đạo đức của gia đình để truyền lại cho đời con, đời cháu nó kế thừa. Phải công nhận một điều, nếu như Sáu Bào không bùa ngải gây sợ hãi cho con cháu ở trong nhà, bà Sáu Bào không chửi cha mắng mẹ của Hồng Loan, bà Sáu Bào không kiện tranh giành nhà cho ở nhờ, bà Sáu Bào không công kích Hồng Loan, thì có phải hiện tại bà Sáu Bào và gia đình của Phượng Ve vẫn còn đang ấm êm trong căn nhà 05 Đoàn Thị Điểm cùng với Hồng Loan hưởng phước đức của cố nghệ sĩ và cùng chung tay để lo đám giỗ cho anh Năm của mình? Phượng Ve và Long Váy Hồng vẫn còn có thể hoạt động ở trong giới showbiz, còn bé Ruby thì đi học cũng sẽ không bị bạn bè nói tới nói lui. Còn thằng tiểu hàng sản và phía khò xèo ông Bảy chắc giờ vẫn có thể đi hát đình hát miễu, và quan trọng hơn nữa là bà Sáu vẫn có tiền để mà đi xòe bài. Còn tồn tại trong căn nhà 05 Đoàn Thị Điểm thì bà Sáu mới có cái gọi là an dưỡng tuổi già. 6 giờ bị đuổi phải đi bưng từng tô bún bò cũng là do một tài của Sáu đã tự chuốc lấy mà thôi. Đám giỗ của anh Năm, Sáu đương đương là một người lớn nhất ở trong nhà, mà Sáu dương cái cặp mắt để ủng hộ thằng tiểu hàng sản nó đeo khăn tang cho cố nghệ sĩ, trong khi con nhỏ, con gái của Sáu thì không đeo. Sáu không có thấy hổ thẹn với lương tâm của mình hay sao? Chuyện trong gia đình, tiểu hàng sản không phải là con của ông Bảy Báo, không phải là dòng máu của họ Võ, Sáu thừa biết chứ.
cũng như chuyện Hồng Loan là ai, là gì trong gia đình, Sáu phải biết chứ. Chị Hạnh, chị gái cùng cha khác mẹ của Mỹ Mỹ xuất hiện, nó như một cú tát đau đớn cho Sáu khi chị Hạnh là người được cộng đồng mạng nhận định có gương mặt giống Hồng Loan nhất. Và xét những người con gái có cùng huyết thống trong gia đình gồm Hồng Loan, Bầm Bầm, chị Hạnh và cả Sáu thì bốn gương mặt có khá nhiều điểm tương đồng. Vậy đó mà Sáu đã phủ bỏ gia đình, nhận Tù Hữu về làm con ruột, đeo tang cho anh trai của mình. Phượng Ve cái ngày tiễn đưa cậu, chạy dồn dập lề lết cả con hẻm để nằm lót đường cho quan tài của cậu đi qua để mà trả hiếu trả nghĩa cho cậu. Tiếc thương cậu cả năm qua ở trên mạng xã hội, nhưng nào ngờ tang của cậu mình thì mình không đợi, xả tang trong lúc trống vắng khi nào không hay. Nếu như đã không đeo tang của cậu mình thì đừng có mà mạnh miệng, lúc nào cũng nói yêu cậu, thương cậu, lo lắng hương khói cho cậu, lo lắng hương khói cho cậu mà phải đi dỗ ở nhà của Usin, ở nhà của em dâu của cậu. Nhìn kỹ đi cái bọn kền kền ngu ngốc, cả một lũ đã bị Phượng Ve nó thao túng tâm lý mà không thấy. Phượng Ve chỉ đứng khoanh tay chỉ việc mọi thứ mà tụi bay cũng làm theo đó. Cũng giống như cái vụ từ thiện bún bò, thực ra là người khác mua để đi làm từ thiện thôi. Phượng Ve chỉ có đi ship từng bịch bún bò cho người nghèo, tiền vô túi của Phượng Ve thì đều đều, chứ Phượng Ve nó có đích thân làm từ thiện đâu. Tiền là tiền của người khác, nhưng công cán danh tiếng thì Phượng Ve nó lấy. Cả một bọn ngu si bị Phượng Ve nó thao túng dẫn dắt mà không hề hay biết. Cái đám dỗ ở nhà của Osin và nhà của Khọt Xèo tuy là kịch cỡm thiệt đó, nhưng mà cũng chuẩn bị mệt lắm chứ bộ. Nhưng ai chuẩn bị thì chuẩn bị, Phượng Ve chỉ tới ăn rồi về, thấy ngu chưa, đã bị nó thao túng chưa. Phượng Ve nó chỉ coi tiền của cậu Nam là nhất thôi, còn lại thậm chí là mẹ của nó cũng đạp lên chứ đâu có dễ dàng. Sáu Bào vốn là mẹ, là người lớn tuổi nhất ở nhà họ Võ hiện tại, nhưng vì bài bạc nợ nần đã phải lệ thuộc vào con Ve nên đành phải ngậm ngùi. Còn đặt đâu thì mẹ ngồi đó, mọi chuyện xưa giờ là do Phượng Ve xúi dục. Chữ cái não đỏ đen như Sáu thì biết cái gì ngoài chuyện phân tích những giấc mơ quang đường. Sáu đốt vàng mã, nhà giấy cho cổ nghệ sĩ, Sáu đốt, Sáu ghi địa chỉ là 05 Đoàn Thị Điểm, cái này là 7 nhà Sáu, chơi ngô lấy tiếng, Sáu có quyền gì mà làm như vậy. Chuyện tổ chức đám dỗ tại nhà của Usin và nhà của em dâu là sai thứ nhất. Chuyện cho tiểu hàng sản đeo tang là sai thứ hai. Chuyện đốt cái nhà để mà cà khịa như vậy là sai thứ ba của Sáu. Và nếu như đã để tiểu hàng sản đeo tang, công nhận nó là giọt máu ở trong gia đình, thì tại sao bà Sáu Bào lại xua đuổi thằng nhỏ trống vắng đến như vậy trước bàn thờ của anh Năm? Vì lỡ đứng chung khùng hình có tí xíu thôi à, mà Sáu đã đuổi thằng nhỏ như đuổi một con chó. Rồi ta nói quê lắm nha Sáu. Sáu già mà Sáu sống dơ quá, mẹ dơ đã đành, nay con cũng dơ hơn.